lời Chúa theo Thánh Matthew chương 20 câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giêsu. Có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các ngươi có biết các ngươi xin gì? Các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được phục người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Các bạn thân mến, đoạn tin mừng chúng ta vừa suy gẫm hôm nay được đọc trong lễ kính Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Thánh nhân cùng với các tông đồ khác là những người được Chúa Giê-xu tuyển chọn để bước theo người trên hành trình loan báo tin mừng cứu độ đến với muôn người. Dù được Chúa tuyển chọn và trao sứ vụ cao cả như thế, các ngài cũng chỉ là những người đầy tớ, những yếu đuối, bất toàn, cũng chất chứa trong lòng những tham, sân, si của cuộc đời. Nhưng Chúa Giêsu đã khai sáng cho họ nhận ra chân lý đích thực. Muốn được chia sẻ vinh quang với người, họ cần phải bước đi theo trong con đường mà chính người đã đi, con đường của hy sinh, phục vụ, con đường tự hạ đến nỗi chịu chết đau khổ trên thập giá. Con người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Mỗi người chúng ta, dù sống ở lứa tuổi nào, dù sống ở ơn gọi gì, cũng đều được Chúa mời gọi góp phần vào công trình cứu độ của Ngài. Đó là mang lại bình an, niềm vui, yêu thương và nhất là phần rỗi của muôn người. Để làm được điều đó, trước hết chúng ta cần loại bỏ cái tôi quá lớn, cái ích kỷ đến không thể chấp nhận của mình, khởi đi từ mối tương quan của chúng ta với những người xung quanh, là những người yêu trong gia đình, những đồng nghiệp, bạn hữu và bà con lối xóm. Đồng thời, khi chấp nhận sống khiêm nhu, tự hạ như thế, là chúng ta cũng sẵn lòng đón nhận những thiệt thòi, hy sinh, hầu mang lại những điều thiện hảo cho tha nhân và mưu ích ơn cứu độ của các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con niềm tin do các tông đồ truyền lại. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia-cô-bê, xin cho chúng con luôn hăng say, nhiệt thành làm chứng cho tin mừng của Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ của mình. Amen.